Giáng sinh sắp đến, thế giới vui mừng chào đón sự ra đời của một vị thần vĩ đại, Đức Chúa Giêsu. Ngài được Chúa Cha cử xuống nhân gian, dùng thân mình để lưu lại những thần tích, hướng dẫn cho con người biết sống đạo đức, tính thần. Trong 33 năm tại thế, Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ. Vào cuối đời, Ngài bị Giuđa phản bội, bị tra tấn và sỉ nhục, cuối cùng chịu đóng đinh trên thập tự giá. Có người chế giễu Ngài. Ngài có năng lực như vậy, tại sao vẫn bị đóng đinh vào thập tự giá? Câu trả lời chính là Ngài vì cứu chuộc loài người bằng tình yêu thương. Sự ra đời của Chúa Giêsu chính là vì con người mà đến. Vậy nên Giáng sinh mới trở thành một ngày vô cùng đặc biệt. Eric Best, một nghệ sĩ hiện thực tiêu biểu và là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Tiến sĩ về Nghệ thuật Thị giác, đã giải thích về ý nghĩa của bức The Adoration of the Magi, sự tôn thờ của các hiện sĩ, do danh họa Jean Gossard vẽ, để nhắc nhở chúng ta tại sao Giáng sinh lại đặc biệt đến vậy. Đêm Giáng sinh thiêng liêng qua bức tranh, sự tôn thờ của các hiện sĩ. Giả Eric Best. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Trong chương Matthew 2 được viết trong Kinh Thánh có mô tả câu chuyện về ba nhà thông thái xuất hành từ phương Đông, được một ngôi sao dẫn đường để tìm gặp Chúa Giêsu mới sinh. Trên đường đi, ba nhà thông thái đã hỏi thăm khắp nơi về tung tích đứa trẻ sơ sinh được tiên tri làm vua. Họ muốn được dâng lên lễ vật. Tin tức đến tai vua Herod, ông lo lắng quyền lực của mình bị đe dọa nên đã tập hợp tất cả quan tư tế trưởng và các pháp sư lại để hỏi nơi Chúa Giêsu được sinh ra. Họ nói với nhà vua rằng theo lời tiên tri thì Chúa Giêsu sẽ sinh ra ở Bethlehem. Sau khi nghe điều này, vua Herod cử ba nhà thông thái đến Bethlehem tìm kiếm đứa trẻ ấy. Ông đã nói dối rằng cũng muốn đến lễ bái đứa trẻ. Vì thế, ba nhà thông thái đã nhận lệnh vua Herod mà khởi hành. Sau khi rời khỏi nhà vua, ba nhà thông thái được ngôi sao dẫn đường. Họ rất vui mừng, phấn chấn. Ngôi sao dẫn họ đến nơi có Chúa Giêsu. Họ nhìn thấy Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu liền quỳ xuống kính lễ. Sau đó dâng lên ba món quà cho Ngài: một chiếc cốc đựng tiền vàng, trầm hương và nhựa cây mộc dược. Sau khi chúc mừng Chúa Giêsu Giáng sinh, đêm hôm đó ba nhà thông thái đang ngủ thì có một giấc mơ kỳ lạ cảnh báo họ rằng không được trở lại với vua Herod. Khi tỉnh dậy, họ đã đi theo một con đường khác về nhà. Chồng của Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, cũng được cảnh báo trong một giấc mơ rằng hãy mang theo Chúa Giêsu mới sinh và chạy trốn đến Ai Cập cho tới khi vua Herod chết. Khi biết các nhà thông thái không quay lại, vua Herod rất tức giận. Ông ra lệnh giết tất cả những bé trai mới sinh ở Bethlehem. Nó đã gây ra nỗi thống khổ rất lớn cho ông ta tới lúc chết. Sau cái chết của vua Herod, theo lời khuyên của một thiên thần và lời cảnh báo của Đức Chúa Trời, Thánh Giuse và gia đình đến Nazareth và sống ở đó. Sự tôn thờ của các hiện sĩ. Trong bức tranh Sự tôn thờ của các hiện sĩ, hình ảnh mẹ Maria và Chúa Hài đồng Giêsu là tâm điểm của bức tranh. Mẹ Maria ngồi giữa nơi dường như là tàn tích của một quá khứ đẹp đẽ. Phía xa xa là một thị trấn lớn với những con cừu được chăn dắt. Khi đó, mẹ Maria mặc một chiếc áo choàng màu xanh da trời, ôm Chúa Hài đồng. Trước mặt họ là một trong ba nhà thông thái, Casper, người đang dâng món quà là đồng tiền vàng trong một chiếc cốc vàng cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Casper và nhặt lấy một trong những đồng xu bằng tay trái. Casper ngã mũ kính lễ. Trên nắp chiếc cốc được đặt ở dưới đất có khắc tên của Casper bằng chữ vàng và trang trí rất công phu. Nhà thông thái thứ hai, Melchior, đứng sau Casper cùng với những người hầu cận của ông. Melchior đang đợi để trao tặng món quà là trầm hương được cất giữ trong một chiếc bình vàng tinh xảo mà ông cầm trên tay. Nhà thông thái thứ ba, Belthasar, ở bên trái mẹ Maria và Chúa Giêsu. Belthasar cũng được bao quanh bởi những người hầu cận.
Mũ của ông có thêu tên ông Balthazar và tên nghệ sĩ Gossett. Ông giữ trong tay một chiếc bình vàng chứa món quà là một dược đợi dâng lên Chúa. Trên đỉnh của vương miện, tên Balthazar được viết bằng chữ vàng công phu với nền đỏ. Chữ Gossett cũng được trang trí với chữ vàng trên tấm vải đỏ treo lơ lửng dưới vương miện. Balthazar cũng có một cái tua rua khắc lời mở đầu của lời cầu nguyện với Đức Maria: kính mừng Thánh Nữ Vương, Đức Mẹ Từ Bi. Về phần Thánh Giuse trong chiếc áo choàng màu đỏ, đứng phía sau Đức Mẹ Maria và Balthazar, Ngài đang ngước nhìn lên chính thiên thần đang bay lơ lửng trên cao. Chính thiên thần có thể là đại diện cho chính chỉ lệnh của các thiên thần. Tất cả các thiên thần trừ một thiên thần đang chắp tay, như thể họ đang cầu nguyện để tôn vinh sự kiện thiêng liêng này. Một thiên thần không chắp tay, nhưng thay vào đó là cầm một bức tranh cuộn có dòng chữ "Vinh quang tối cao của Đức Chúa Trời". Ở khoảng cách xa trung tâm phía trên của bố cục là một ngôi sao sáng và một con chim bồ câu. Ngôi sao có thể đại diện cho Đức Chúa Trời, hoặc chính là ngôi sao đã dẫn đường cho các nhà thông thái đến với Chúa Giê-xu. Chim bồ câu thường tượng trưng cho Đức Thánh Linh. Giáng sinh thiêng liêng. Danh họa Gossett đã thực hiện một công việc tuyệt vời khi đưa rất nhiều bối cảnh vào bức tranh này. Ông đã diễn tả thành công một câu chuyện đang diễn ra chỉ với một hình ảnh tĩnh. Gossett mô tả Đức Mẹ Maria và Chúa Giê-xu đang ngồi giữa đống đổ nát với hậu cảnh là một thị trấn lớn. Liệu thành phố hoang tàn này có đại diện cho luật đạo đức của Cựu Ước, luật mà Chúa Giê-xu qua trái tim, khối óc và hành động của mình phải thực hiện không? Đây có phải là lý do tại sao có những con cừu được chăn dắt trong hậu cảnh ở thành phố xinh đẹp? Nếu vậy, thành phố xinh đẹp có đại diện cho thiên đường không? Hay những người chăn cừu rời thành phố để họ cũng có thể chứng kiến sự kiện thiêng liêng này? Ba nhà thông thái mang theo những món quà của họ để kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê-xu. Vàng là để tôn vinh, trầm hương tượng trưng cho sự hy sinh, và nhựa cây mộc dược dùng để chôn người chết tượng trưng cho phiền não, đau khổ của loài người. Những điều này đại diện cho Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời và con người. Thánh Giuse nhìn lên các tầng trời, như thể ông đang nhận được thông điệp từ các thiên thần đưa Chúa Giê-xu ra khỏi nơi này để tránh những nguy hiểm của vua Hê-rợt. Tuy nhiên, điều tuyệt diệu trong bức tranh là khi Chúa Giê-xu được sinh ra, khắp nơi đều đến để chứng kiến thần thánh hiển linh này và bày tỏ sự tôn kính thích đáng. Thậm chí cả thiên đàng cũng đang chứng kiến. Chính thiên thần, nếu họ đại diện cho chính chỉ lệnh của các thiên thần, sẽ bao gồm tất cả sự trợ giúp của Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Chim bồ câu tượng trưng cho Đức Thánh Linh và ngôi sao có thể tượng trưng cho Chúa. Mọi thứ đều dừng lại để chứng kiến sự thiêng liêng này. Đối với người phương Tây, nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới là kỳ nghỉ lễ dài và quan trọng trong năm. Mọi người thường dành thời gian cho gia đình, bận rộn mua sắm cho kỳ nghỉ, những món quà và những trò chơi truyền thống. Một số gia đình vẫn còn giữ nguyên truyền thống cầu nguyện vào đêm Giáng sinh. Nhưng có lẽ trên hết chúng ta hãy nhớ rằng thời điểm đó cũng là để mọi người đề cao sự thiêng liêng của Thiên Chúa và các vị thánh. Nếu chúng ta đủ sâu sắc sẽ nhận ra ý nghĩa thực sự của Giáng sinh không chỉ nằm ở những món quà mà chúng ta không thể mang theo khi chết. Chỉ cần dừng lại và dành một chút thời gian cho trái tim và tâm trí mình, chúng ta sẽ thấy điều thiêng liêng luôn hiển hiện ở giữa chúng ta trên trái đất và đôi khi là ở những nơi mà chúng ta không mong đợi. Nếu hiểu được điều này, có thể tâm trí của chúng ta thấy yên tĩnh, sự kỳ vọng của chúng ta về người khác sẽ giảm đi và trái tim của chúng ta sẽ tràn đầy lòng tốt và niềm vui. Hãy luôn nhớ rằng thần tích sẽ luôn triển hiện cho những ai có đức tin. Các vị thần vĩ đại vẫn luôn chăm chú dõi theo, coi sóc chúng ta, mong mỏi chúng ta tính thần, hành thiện, tích đức để trở về với thiên giới thánh khiết nhất của mỗi người. Cuối cùng, Tinh Hoa TV xin chúc quý khán thính giả giữ vững đức tin của mình với thần và khiến nó thật tỏa sáng. Chúc mọi người có một đêm Giáng sinh an lành, hạnh phúc và bình an.